Chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Cô chú anh chị ơi, thì vẫn như thường lệ thì khoảng 1 đến 2 ngày Thái Học sẽ cập nhật bảng giá xe cũ của Toyota Tăng Cảng gửi đến cho cô chú anh chị. Và học xin nhắc lại bên học là Toyota Tăng Cảng, xe cũ chính hãng nha cô chú anh chị. Cam kết cho cô chú anh chị tất cả các sản phẩm bên học đang bán là không đâm đụng, không ngập nước, có giấy chứng nhận của Toyota cho cô chú anh chị ha, kể cả những cái dòng xe khác luôn. Ví dụ như bên học có bán Mazda hoặc là Kia hay là Hyundai hoặc là Honda gì đó, bên học cũng cam kết cho cô chú anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước. Xe bên học có qua kiểm tra 176 hạng mục và bên giám định kiểm tra thực tế của xe, cam kết cho cô chú anh chị yên tâm sử dụng nha. Còn hôm nay thì Thái Học xin phép chia sẻ về địa chí của Toyota Tăng Cảng. Bên Toyota Tăng Cảng là bên chính hãng, đại lý chính hãng độc quyền của Toyota. Và bên học, địa chỉ của bên học là 220 Bít Nguyễn Hữu Cảnh. Cô chú anh chị đi dễ biết lắm. Qua bên quận Bình Thạnh, cô chú anh chị tìm cái nhà này nè cô chú anh chị. Cái tòa nhà ở sau lưng học đây, cái tòa nhà mà chính giữa nhỏ nhỏ, cô chú anh chị thấy cái đỉnh không? Đó, đó. Cái đó là tòa nhà Landmark 81 tầng ở cô chú anh chị. Bên học nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh, nằm ở bên đây đó. Đường xe chạy ngoài đó đó cô chú anh chị. Thì đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh, ở bên học nằm ngay mặt tiền, để cô chú anh chị đỡ nhầm lẫn ha. Bên học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì để không mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, Thái Học xin phép mời cô chú anh chị cùng học đánh giá qua km nè, năm sản xuất nè, những xe mà bên học đã thu về và những xe hoàn tất xong Aruguri, để cho cô chú anh chị lại dễ đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất nha. Xin mời. Dạ, đầu tiên đây là mẫu xe Toyota nhập Rush 2019, đi 14.000 cây, xe này còn bảo hành toàn quốc cho cô chú anh chị ha. 2019 xe này mới đi 14.000 cây, nước sơn zin toàn tập, chưa sơn phết gì lại nha cô chú anh chị. Xe này chủ trước đã lên ghế da đầu DVD. Xe này 14.000 cây bao rút sơ gốc cho cô chú anh chị nha, biển số tỉnh. Toyota Rush có giá bán niêm yết là 615 triệu đồng. Đây cô chú anh chị ha. Toyota Rush. Và kế bên cũng là Toyota Rush, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe này được sản xuất vào năm 2018, đi 49.000 cây, có giá bán là 600 triệu đồng. Và xe này bên học cũng cam kết không đâm đụng, không ngập nước, xe động cơ hợp số còn nguyên zin cô chú anh chị. Biển số tỉnh bên học cam kết trong cái chi phí mà 680 triệu đồng đó thì bên học sẽ bao rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị về đăng ký biển số mới nha cô chú anh chị. Đó, xe khởi động thông minh, hộp số tự động, động cơ 1.5, hộp số CVT, xe 7 chỗ, gầm cao, dòng xe SUV nha cô chú anh chị. Xe này cũng có ghế da, phim cách nhiệt, viền che mưa, đầu DVD đầy đủ cho cô chú anh chị. Xe này 680 triệu đồng và sản phẩm vừa rồi là 2019. Ê, xin lỗi, 2019 là 615 triệu đồng, xe này là 580 triệu đồng nha cô chú anh chị. Học xin lỗi, học báo nhầm, xe này là 2018 nè, 580 triệu đồng, đi 49.000 cây. Dạ, còn đây là mẫu xe Mazda CX-5, mẫu xe 5 chỗ SUV gầm cao của Mazda, được sản xuất vào năm 2018. Xe đi được 49.000 cây cô chú anh chị ạ, 765 triệu đồng ha. Bên học thì không ngại vì vấn đề biển số tỉnh nha cô chú anh chị, bên học bao rút gốc cho cô chú anh chị ạ. Và đây là mẫu xe phân khúc hạng B, dòng xe con cốc của Toyota, 2018 Vigo, số sàn nha cô chú anh chị, giá là 290 triệu đồng. Xe cam kết cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước. Xe chính hãng, có giấy chứng nhận cho cô chú anh chị ha. Và đây là Mazda 2018, Mazda số tự động bản sedan, đi 19.000 cây, có giá bán là 480 triệu đồng. Xe này không biết phải bên học không quên chết thôi, chắc là Innova E này mà cũng có bên học nè cô chú anh chị. 630 triệu đồng, 2018. Bên học còn chiếc Innova E cũng đẹp lắm, 610 triệu đồng, biển số tỉnh màu bạc y chang vậy cô chú anh chị. Xe chính học là người thu về luôn, 610 triệu đồng, Innova E số sàn. Dạ, đây là Ventura, mẫu xe nâng cấp của phiên bản G màu đen. Xe này cũng mang biển số tỉnh nè, xe 2018, đi 57.000 cây cô chú anh chị. Ghế nỉ chỉ có lên phim cách nhiệt thôi, nhưng mà xe này rất là sạch từ trong ra ngoài. Đó, xe này mới về rất là đẹp, học cũng có đánh giá chi tiết cái sản phẩm này rồi nè. 57.000 cây, đầu DVD Android, có cái tích hợp camera hành trình cho cô chú anh chị sẵn rồi nha. Xe này chỉ về học nghĩ là lên bộ ghế da, nếu cô chú anh chị nào thích ghế nỉ mềm thì sử dụng giữ nguyên ha. 735 triệu đồng bao gốc hồ sơ gốc nha cô chú anh chị.
Ở đây là khoang dịch vụ của bên học nè. Dịch vụ là chăm sóc xe cho cô chú anh chị nè, bảo dưỡng cho cô chú anh chị nè, làm bảo hiểm cho cô chú anh chị nè. Đó, bên đây là dịch vụ. Dịch vụ của bên học cũng là lớn nhất Đông Nam Á. Đó, về diện tích sử dụng và mặt nhân sự cũng là đông nhất. Đó, tất cả các đại lý Toyota nha cô chú anh chị. Còn đây là xe demo nè, xe demo sáng nay mấy anh đi hết nè, còn có chiếc Rút nè. Đây là xe mới cho cô chú anh chị lái thử nè. Innova E, xe này cũng đã ra biển số rồi. Dạ đây là mẫu xe Camry Q 2014 đây cô chú anh chị, đi xe này đi 113.000 cây. Camry Q thích nhất là chị vị trí này nè cô chú anh chị. Ghế da đục lỗ màu đen ha. Đó, tựa tay điều khiển ngã lưng, điều khiển rèm, điều khiển vô lâm, điều khiển nhiệt độ dàn lạnh, hầu như là điều khiển mọi thứ cơ bản. Đó, rất là đẹp cô chú anh chị. Camry Q đầu vuông đây cô chú anh chị ơi, rất là có nhiều chú lớn tuổi thích cái mẫu Camry form đầu vuông này nè. Đó, xe này có giá là 740 triệu đồng cho cô chú anh chị. Camry Q, xe này rất là hot trên thị trường ha. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh nè. Xin lỗi về xe này biển số tỉnh. Nhớ rồi, 2014 Camry Q 740 triệu đồng. Vigo số tự động 2019 đi 25.000 cây có giá là 360 triệu đồng. Xe này biển số tỉnh luôn nha cô chú anh chị. Xe này là xe số tự động Vigo. Xe này có đầu DVD, ghế nỉ zin. Hộp số tự động. Xe này đã có phim cách gì của chùa trước lên rồi cô chú anh chị. 360 triệu đồng nha cô chú anh chị. Xe cam kết cô chú anh chị, động cơ hộp số còn nguyên zin, còn bảo hành toàn quốc. Không đâm đụng, không ngập nước. Dạ đây là mẫu xe Camry Q 2015, mặt cười lên cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thích xe hạng sang phân khúc D đi bền bỉ, giữ giá thì đây. Camry Q 2015 chúng ta sẽ có sạc không dây, hệ thống lạnh tự động, hai vùng độc lập. Khởi động ta tốp có lẫy chuyển số thông minh. Camry Q thì cũng cái hàng ghế phía sau cũng có cái điều khiển tất cả mọi thứ. Tựa lưng, rèm, y chang xe kia, volume nè, chuyển kênh nè. Rất là sang trọng nha cô chú anh chị. Động cơ dual VVTA, hai cam thông minh. Dạ còn đây là mẫu Toyota Atix 2.0 số tự động 440.000. Xin lỗi, 161.000 cây. 2010 có giá là 440 triệu, nội thất màu kem, có nhiều chi tiết ốp gỗ. Xe này mấy anh quên mở lốc à, xin phép nước ha. Toyota Atix 2.0 Sport cô chú anh chị. Avenza bản số tự động 530 triệu 2019, 65.000 cây, còn bảo hành toàn quốc cô chú anh chị ha, 7 chỗ xe nhập. Giá rẻ. Số tự động 7 chỗ nha cô chú anh chị. Xe 7 chỗ số tự động rộng rãi, giá 530. Xe logo Toyota đi bền bỉ, kiếm 7 chỗ mà giá rẻ rẻ gì cũng khó là kiếm nha cô chú anh chị. Xe này đi yên tâm, còn bảo hành toàn quốc cho cô chú anh chị. Toyota Atix 1.8G 2020 720 triệu 2018. Xe này nội thất da màu kem. Xe mang biển số tỉnh, bao cam kết cho cô chú anh chị gút gốc ha. Cam kết cho cô chú anh chị xe còn nguyên zin ha, từ A đến Z ha. Bảo hành toàn quốc cô chú anh chị, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không tua km. Lại là Camry Q 2015 mặt cười, 840 triệu, xe này đi 83.000 km nha cô chú anh chị. Xe màu đen, cũng nội thất màu đen. Xe này cũng hệ thống lạnh tự động, hai vùng độc lập, lẫy chuyển số thông minh, số tự động đời ta top. Bản Camry Q là bản full nha cô chú anh chị. Ghế điện, 4 cái ghế điện. Mẫu mặt cười 840 triệu đồng nha cô chú anh chị. Honda Yaris 530 triệu đồng 2018 đi 42.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Lẫy chuyển số thông minh, động cơ 1.5, hộp số CVT, mâm hộp kim nhôm phay. Có body kit bên ngoài, xe rất đẹp. Mẫu xe 5 chỗ. Rộng rãi nha cô chú anh chị, xe này rất rộng luôn. Đây khoang nội thất xe này được chủ trước lên bộ ghế da màu đen có chỉ màu đỏ, rất là sang. Hệ thống lạnh tự động nha cô chú anh chị, xe rất là sang cô chú anh chị nhìn vào màn hình. Honda thiết kế rất là đẹp. Nói về độ tỉ mỉ thì Honda phải nói ăn đứt với Toyota.
học làm bên Toyota, nhưng mà cái nào hơn hãng khác hơn thì học cũng xua cô chú anh chị luôn. Dạ còn đây là mẫu xe Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, 630 triệu đồng, xe 2019, đi 20.000 cây, còn bảo hành toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Hộp số CVT, động cơ 1.5, hệ thống lạnh tự động, đầu DVD đầy đủ cô chú anh chị ha. Ghế da đục lỗ zin theo xe, một kem chằn đen. Đó là những điều đặc biệt khác biệt của Yaris. Yaris là một dòng xe hatchback đi rất là linh động ha cô chú anh chị. Xe này phụ mấy chị phụ nữ đi thì rất là đẹp. Yaris 2019 nha cô chú anh chị, xe cọp. Dạ còn đây là xe mới mà giá xe cũ nè, xe 35.000 cây. Học thì nghe cái anh xe mới nói lại là không hợp phong thủy nên anh khách bán lại thôi. Nhưng mà chiếc xe này thì học không có chắc về câu chuyện đó nha. Có thể là mới mua xe thì có cần tiền gấp nên để lại thôi. Xe này chủ trước chưa lăn bánh ngoài đường. Chạy mới 35 km nè cô chú anh chị. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, 2.8, máy dầu, số tự động, 2 cầu. Bản cao cấp nhất cô chú anh chị mua xe này về lời ngay 120 triệu cô chú anh chị. Giá niêm yết là 1.458 triệu. Xe này cô chú anh chị về đóng phí trước bạ 2%, chuyển sang tên. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh lời thêm cái biển số nữa. Đó. Bản full nha cô chú anh chị. Camera 360, ghế điện, hai hàng ghế điện, lẫy biển số thông minh, đẹp chân kính zin. Nói chung là xe này quá tuyệt vời. Còn đầu này là đầu giải trí đa phương tiện nha, chứ không phải đầu DVD nha quý vị. Lẫy biển số thông minh nè. Hai cầu nè. 3 chế độ lái, 4 chế độ lái nha cô chú anh chị. 4 cửa kính auto. Dòng xe Fortuner cao cấp nhất. 2.8 bản cao cấp nhất mới có mâm 18 sơn tĩnh điện nha cô chú anh chị. Tất cả các sản phẩm còn lại, kể cả Ligander cũng không có. Dạ đây mẫu xe Innova E 2018. Xe này cũng có khách cọc rồi cô chú anh chị. Innova G 2019 đi 16.000 cây, giá là 790 triệu đồng. Xe này mang biển số tỉnh, xe này cực kỳ đẹp, màu đồng ánh kim. Innova G là xe hợp số tự động và trang bị nội thất theo kiểu gia đình. Có nhiều chi tiết đáng giá giống như là ốp gỗ nè, mặt đồng hồ ốp ti trong nè, bàn làm việc nè, hệ thống lạnh tự động nè, phía trước và phía sau, đầu DVD. Có đèn trần để cho cô chú anh chị giải trí. Xe này chủ trước lên bộ ghế da màu đen ha, phim cách nhiệt, viền che mưa đầy đủ, cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Xe này cũng cam kết cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước, còn bảo hành toàn quốc cho cô chú anh chị ha. 2019 790 triệu đồng bản G. Dạ còn đây là mẫu xe 2018 nè, Innova E 2018, 610 triệu đồng đi 95.000 cây. Xe màu bạc. Xe này có ghế da lót sàn, phim cách nhiệt. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn cô chú anh chị. Nào ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tiết kiệm ngay được 20 triệu cô chú anh chị. Ở xe này cũng được lên nội thất ghế da màu đen cô chú anh chị, đầu DVD, camera hành trình đầy đủ cô chú anh chị ha. 610 triệu đồng, hiện tại mùa dịch thì bên học giao bán xe cũng giá rất là hợp lý cô chú anh chị. Dạ còn ở phía trong đây thì là mẫu xe Camry 2019 2.0G. Ở bên học còn hai chiếc màu nâu, chiếc màu đen, hai chiếc đều siêu lướt, chiếc 8.500, chiếc 5.500, có giá bán là 990 triệu đồng, 995 triệu đồng. Cô chú anh chị nào có thấy sản phẩm phù hợp hay gọi cho học cái số điện thoại phía bên trên màn hình. Đây. Đó. Xe này màu đen nha cô chú anh chị. Học còn chiếc màu nâu nữa. Hai xe còn nguyên sơn zin, chưa đụng chạm nha, zin 100%. Dạ vâng, học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu đổi xe cũ lên xe mới Toyota hãy liên hệ cho học nha cô chú anh chị. Bên học có thu mua xe cũ tất cả các tỉnh, tất cả các hãng. Tỉnh thì bắt đầu từ Bảo Lộc đổ về, thì hiện tại bên học đang có nhu cầu thu mua xe cũ với giá cao nhất thị trường. Của chú anh chị nào có hãy liên hệ cho học ha. Tình hình dịch này nếu mà cô học không có đi xuống được thì học sẽ định giá miễn phí cho cô chú anh chị để sau khi qua lại chúng ta tiếp tục giao dịch nha cô chú anh chị. Vâng, một lần nữa học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.